J&T Express nỗ lực phòng chống dịch COVID-19 cho người lao động. Tặng khẩu trang, xịt khử trùng, đo thân nhiệt là những hoạt động đã và đang diễn ra thường xuyên tại J&T Express nhiều ngày qua. Sớm nhận thấy tình hình dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục có diễn biến phức tạp và xu hướng lan rộng tại nhiều nước trên thế giới. J&T Express là một trong những doanh nghiệp tiên phong đi đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh một cách hiệu quả, vừa bảo vệ sức khỏe cho đội ngũ nhân viên, vừa tạo sự an tâm cho khách hàng khi giao dịch sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh của J&T Express. Ngay từ những ngày đầu khi truyền thông bắt đầu đưa tin về virus corona, ban lãnh đạo của J&T Express tại Việt Nam đã sớm ban hành nhiều thông báo, khuyến cáo bảo vệ sức khỏe đến toàn bộ 12.000 nhân viên trên khắp 63 tỉnh thành cả nước. Theo đó, công ty này cũng chủ động rà soát để nắm bắt lộ trình nghỉ Tết Nguyên đán hay đi du lịch của nhân viên. Nếu di chuyển qua các vùng có dịch, chia sẻ về công tác phòng dịch, ông Phan Bình, đại diện công ty J&T Express tại Việt Nam cho biết công tác phòng chống dịch COVID-19 tại J&T được thực hiện tốt từ sau khi công ty đi vào hoạt động trở lại sau Tết Nguyên đán. Tại tất cả các tỉnh thành trên cả nước, J&T đều trang bị các thiết bị đo nhiệt độ chuyên dụng nhằm bảo đảm sức khỏe cũng như tính an toàn cho môi trường công sở. Tại đây chúng tôi còn hỗ trợ các phòng ban nước rửa tay khô, khẩu trang y tế đối với các cán bộ có lịch công tác trước và sau Tết. Tại những nơi chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, chúng tôi đều cho tiến hành kiểm tra và theo dõi tình trạng sức khỏe đồng thời cách ly tối thiểu 14 ngày. Cũng theo ông Phan Bình, J&T Express đã tiến hành dán thông báo yêu cầu đeo khẩu trang và xịt khử trùng tay mỗi ngày đối với tất cả shipper và khối nhân viên văn phòng tại hệ thống hơn 700 bưu cục và 14 chi nhánh trên cả nước. Hơn thế nữa, vì tình trạng khan hiếm khẩu trang y tế, nên nhiều người khó mua được khẩu trang phòng dịch, nhiều chi nhánh của J&T Express đã tặng hàng ngàn cái khẩu trang miễn phí cho nhân viên. Tiêu biểu là mới đây, tại chi nhánh J&T Express Hải Phòng, 643 nhân viên đã được tặng mỗi người 2 cái khẩu trang vải loại sợi kháng khuẩn đạt tiêu chuẩn y tế. Việc tặng khẩu trang này không chỉ giúp các nhân viên có thể tái sử dụng nhiều lần trong bối cảnh thiếu khẩu trang như hiện nay mà còn góp phần giảm rác thải, bảo vệ môi trường. Anh Nguyễn Thanh Tâm, nhân viên tại công ty J&T Express hào hứng chia sẻ, chúng tôi được công ty kiểm tra sức khỏe và đo thân nhiệt mỗi ngày 2 lần. Nhờ công ty hỗ trợ, mà những shipper giao hàng hay nhân viên văn phòng như chúng tôi đi làm trong mùa dịch này cũng an tâm hơn, có thể nói việc bảo vệ sức khỏe nhân viên và khách hàng luôn được công ty này chú trọng hàng đầu trong suốt thời gian qua, nhờ đó mà nhiều khách hàng khi đến giao dịch hoặc nhận hàng từ những shipper của J&T Express cũng cảm thấy an tâm hơn. Hãy cho thế giới này biết về quan điểm của bạn bằng cách bình luận dưới video. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.